Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu Việt Nam về phụ tùng, độ xe, xe điện và máy xăng, máy lổ, tất cả đều có. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái loại động cơ hàng cực kỳ độc. Đó là dòng động cơ dành cho các bạn yêu độ chế xe máy mà lại muốn chạy cả điện nữa. Động cơ này nó tương đương với động cơ xe máy số trên thị trường hiện nay với đường kính vành là vành 17. Vành 17 các bạn nhé. Và nó có kích thước chiều ngang đúng bằng cái kích thước của vành xe máy luôn. Nó khoảng 45cm. Mình xin khẳng định luôn là vành 17 và các bạn có thể dùng luôn lốp của xe máy để lắp vào trên cái bánh xe này. Có thể sử dụng cái loại này lắp vào bánh trước của xe máy hoặc bánh sau của xe máy. Mục đích chính của nó là như vậy. Còn các bạn có thể mang nó ra làm nhiều việc khác thì tùy. Đây là dòng động cơ 48V 600W. Nó thiên về lực kéo rất là khỏe. Có thể chạy lên đến 60V hoặc 72V tùy ý. Và tốc độ nó sẽ tăng lên theo. Nếu như các bạn ưa tốc độ và muốn nó chạy nhanh thì có thể chạy lên đến 60. Con động cơ này thì một bên là nó có phanh đùm, một bên là ren bình thường. Các bạn có thể dùng ren này để vặn cái gì đó thì tùy. Các bạn cũng có thể lắp nó về đằng trước của cái xe máy. Thì mình cần làm một cái miếng bát sẵn để làm một cái gắp rời ra ngoài. Các bạn có thể tưởng tượng nó giống như một cái xe 81 đó. Đấy. Thì có thể hoàn toàn lắp nó lên cái trục càng đằng trước. Cách lắp đặt như thế nào thì mình sẽ có một cái phần mình chụp hình sẵn cho các bạn xem. Để các bạn muốn lắp nó lên bánh đằng trước. Đây, các bạn có thể tham khảo một cái cách lắp đặt động cơ lên cái càng trước. Đây, người ta làm thêm một cái miếng giá này. Cái phần trục trước của cái bánh xe cũ thì lắp vào đây. Còn cái phần người ta sẽ đưa thêm một cái miếng tai đỡ ra ngoài như thế này. Để các bạn gắn cái động cơ vào. Đây là nó làm ra xa, còn ta có thể làm sát lại cho cân cái trục hơn. Đây là cái cách thức nếu mà muốn lắp lên bánh trước là như vậy. Còn lắp lên bánh sau thì mình sử dụng một cái bộ líp. Có thể lắp được nhông xe máy riêng. Cái đó là tùy theo cách làm của mọi người. Sau đây mình sẽ test thử cái tốc độ của cái động cơ này cho các bạn xem. Sau đây mình sẽ test thử cái tốc độ của nó sử dụng cái máy đo tốc độ này. Chuyên đo tốc độ vòng quay của các cái thiết bị động cơ. Đây, tốc độ của nó là 470 vòng trên phút. Tốc độ của động cơ này là 470 vòng trên phút. Thì cái động cơ này thì nó không chạy được ở tốc độ cao nhưng nó thiên về lực kéo. Các bạn có thể lên trên mạng tìm hiểu tại sao động cơ chậm thì lại rất là khỏe, còn động cơ nhanh thì lại rất là yếu. Động cơ chậm thì khỏe, còn động cơ nhanh lại yếu hơn.
Cái này nó liên quan đến kiến thức về điện tử và vật lý. À, xin nói thêm là tất cả đang so sánh ở cái dòng động cơ không có giảm tốc nhé. Đấy. Thì chạy với giải 60V thì tốc độ của nó là 470 vòng trên phút. Ở cái giải 48V thì tốc độ của nó khoảng 420 vòng trên phút. Và các bạn muốn nhanh hơn thì có thể chạy lên 72V thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Còn đây là mình test ở dưới dạng video 60 vòng 60V. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay thì nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem nhiều video khác hơn. Nhớ bật chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất ngay khi vừa mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.